Hello, xin chào mọi người. Toàn đang đồng lại làm video trong lúc rảnh rỗi nhé. Thì sắp tới mình mở một khóa học nâng cao tay nghề sửa chữa xe công nghệ cao. Thì trong lúc làm tài liệu chỉnh sửa lại giáo trình, mình đang giải lao và mình sẽ kể cho mọi người nghe những cái câu chuyện mà mình đã trợ giúp cho rất nhiều anh em học viên cũ, rồi những anh em mà đã là hội viên máy chuẩn đoán Toàn An Đồng. Trước khi kể cho mọi người nghe một số câu chuyện thì mình cũng có chút thông báo. Mình xin thông báo là sắp tới mình sẽ mở khóa học kỹ thuật chẩn đoán sửa chữa xe tay ga FI công nghệ cao tại Hải Phòng. Khóa học ban ngày dành cho tất cả anh em thợ xe máy toàn quốc, tức là tất cả các tỉnh bao gồm miền Bắc, miền Trung, miền Nam xuống trực tiếp học trong 7 ngày. Và sau đó lại về học tiếp ở trong nhóm kín Facebook, ôn tập thường xuyên ở trong nhóm kín Facebook. Và hàng năm thì lại trở lại trung tâm để ôn tập. Ví dụ năm 2024 lại xuống ôn tập, 2025 lại xuống ôn tập. Rồi. Và cụ thể thời gian là ngày 20 âm lịch. Hôm nay là ngày mùng 8 âm lịch, thì thời gian là 20 âm lịch. Dương lịch thì là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2023. Mình mở lớp học nâng cao tay nghề. Thì tất cả anh em nào đã đăng ký rồi thì ở tỉnh ngoài sẽ xuống trước một hôm, tức là xuống hôm mùng 9. Thế còn anh em nào mà ở gần ở Hải Phòng thì cứ đúng ngày là xuống. Còn anh em ở xa thì sẽ xuống trước, rồi là xem phòng trọ, xem đường đi lối lại, xem chỗ ăn cơm quán. Phòng trọ thì trọ ngay trên tầng của mình. Thì mọi chi tiết cụ thể mọi người liên hệ qua số điện thoại là 0904566844. Mình sẽ tư vấn bao gồm là học phí, nội dung học, đi lại và mang hành lý những gì. Thì thực ra hành lý thì mọi người không cần mang nhiều, quần áo thôi. Nhưng còn đâu thiếu gì ra chợ mua. Và chủ yếu là chuẩn bị cho mình điện thoại thông minh. Mọi người xuống đi học phải bắt buộc phải có điện thoại thông minh. Tại vì mọi người còn phải quay phim, chụp ảnh, ghi hình. Và mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người là tải một số app tra cứu tài liệu để phục vụ cho công việc, và cũng sẽ ghép mọi người vào trong nhóm. Thì cái nội dung học mình cứ nói qua một chút là chúng ta sẽ học về xe công nghệ cao. Xe công nghệ cao là như thế nào? Là khóa thông minh, phanh điện tử, hệ thống FI, rồi là sử dụng máy chẩn đoán đọc lỗi, sử dụng hệ thống dụng cụ đo kiểm như là đồng hồ đo điện, đo áp suất bơm xăng, đo buồng nén để tìm ra những cái căn bệnh. Ví dụ như là bệnh khóa lổ, hao xăng, mất cầm chừng thì sẽ đo bằng những cái dụng cụ gì, vân vân. Và trong quá trình học thì một bài học sẽ đi với một bài thực hành, chứ không phải là chúng ta chỉ ngồi học trên lớp rồi là xem máy chiếu rồi là vẽ những cái mạch điện chạy lòng ngoằng trên bảng, không có việc đó đâu. Học đến đâu thực hành thực tế trên xe. Và một số anh em tay nghề yếu có thể bổ túc thêm phần máy và thậm chí là phần tháo vỏ nhựa. Tại vì xe của mình là xe thật, hoạt động bình thường, yếm áo đầy đủ, chứ không phải là xe mô hình chết để đem ra sờ sờ ngó ngó đâu. Cho nên mọi người yên tâm, học ở Toàn An Đồng là thực tế, học được làm được, nói là hiểu chứ không có trừu tượng lung lung. Và thiết bị máy chẩn đoán thì như mọi người biết ấy, mình là trung tâm đại lý cung cấp tất cả các loại máy chẩn đoán đọc lỗi trên thị trường. Ví dụ như là máy Motoken Tab, Motoken 7, Smart Tool 2, Smart FI, Moto 100 Pro, MST. Và những cái thương hiệu nào anh em đã dùng rồi. Một số anh em chưa đi học nhưng ở nhà đã sắm rồi. Thì mọi người cứ dùng. Xuống đây mình sẽ đưa đúng cái thương hiệu đó cho mọi người dùng. Còn anh em nào mà chưa có máy thì xuống đây trải nghiệm tất cả các loại máy. Cảm thấy hợp với máy nào, kinh tế phù hợp, nhu cầu phù hợp thì lúc đó sẽ mua luôn cái máy đó. Nhà mình có tất cả các loại máy đọc lỗi trên thị trường cho mọi người yên tâm nhé. Và nhắc lại lần nữa là số điện thoại của mình là 0904566844. Mình Toàn An Đồng, Hải Phòng, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2023 dương lịch, tức là 20 âm lịch sắp tới là mình mở lớp. Xin mời mọi người đăng ký và tham gia. Rồi, trở lại cái câu chuyện kể vui cho mọi người nhé. Hàng ngày mình vẫn trực điện thoại để nghe những cái câu hỏi của anh em học viên cũ và của anh em hội viên máy chẩn đoán Toàn An Đồng. Thì gần đây nhất có một anh hỏi mình
Cái anh này anh tên là anh Tình ở Thanh Hóa. Thì anh có hỏi, anh này thì là học viên của Toàn nhé, nhưng mà anh học viên từ rất lâu, từ những năm 2018 thì phải. Thì lúc đó xe máy và hệ thống máy đổ lỗi chưa phát triển nhiều, thì cũng lâu lắm anh chưa xuống ôn tập. Anh có hỏi một câu là cái con xe đó, hình như con xe AB, như AB 110 hay Lít 110 gì ấy, mình nhớ là AB 110, là có hiện tượng là bấm đề, là nó cứ có tiếng tè tè tè, chứ động cơ không quay. Giờ là đề có nhảy nhưng mà cứ tè 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 thôi. Và anh này anh nghi, đương nhiên anh nghi ắc quy yếu rồi, đấy là hiện tượng ắc quy yếu. Thì anh thay một bình ắc quy vào mới tinh nhưng mà vẫn không được, cho nên là anh ấy muốn hỏi mình trước rồi mới tháo yếm ra làm. Và chỉ cần nói như vậy mình khẳng định luôn đây là hiện tượng điện áp không đủ tải, cho nên là bấm đề là cái tiếng dơ le nó kêu tạch tạch. Và chúng ta quan sát kỹ trên đáp đồ nó cũng sẽ nhấp nháy, điện áp trên đáp đồ cũng sẽ nhấp nháy. Thế thì anh Tình anh cũng có trả lời rằng là đã thay một bình ắc quy mới tinh rồi. Thì lúc này Toàn mới tư vấn là anh đừng thay bình mới nữa, anh lấy một cái xe đang chạy ở nhà, ví dụ xe Jimway RS gì đó, anh tháo bình ra anh nắp vào, anh bấm đề xem có hết bệnh không. Nếu hết bệnh thì chuẩn là bình mới bị lỗi, còn nếu không hết bệnh thì vẫn là điện áp bị tụt, có thể là thiếu mát tổng, thiếu dương tổng hay đường dây bị om. Đấy, thế thì anh Tình làm đúng như mình và kết quả đúng như dự tính. Thay một cái bình của xe đang chạy phát là xe đề một phát ăn ngay, đề một phát ăn ngay. Thế là anh Tình anh điện thoại anh báo cáo tình trạng rằng thầy ơi, không ngờ cái bình mới của em nó bị lỗi, nó bị lỗi. Lỗi thì đương nhiên là đi đổi thôi nhé, trường hợp bình mới bị lỗi là nhiều. Anh em thì có người chưa gặp, nhưng mà mình thì mình nghe tất cả các cuộc điện thoại trên toàn quốc anh em gọi về, thì những trường hợp đó mình gặp nhiều rồi. Cho nên là khi khoanh vùng được hư hỏng, nắm được hiện tượng thì mình sẽ đưa ra kết luận đây là hiện tượng điện áp bị tụt. Thì nguyên nhân nào điện áp bị tụt thì bao gồm là củ đề, đường dây, dơ le và ắc quy, thì chúng ta cứ loại trừ thôi nhé. Đó là một cái mới nhất. Tất cả các ban bệnh thì mình đều ghi chép lại hết nhé. Đấy, từ cuối năm 2022 mình bắt đầu ghi chép tất cả các ban bệnh, tại vì là mình tiếp xúc với quá nhiều các câu hỏi, các cuộc điện thoại các ban bệnh rồi, cho nên là mình sẽ cố gắng mình ghi lại để tổng hợp lại, để còn có câu chuyện mà kể cho mọi người. Chứ còn những năm trước đó hầu như mình không ghi lại, cho nên là muốn kể cũng không nhớ ra chuyện gì mà kể nữa. Thế mọi người cứ theo dõi kênh YouTube của Toàn An Đồng, sẽ học được rất nhiều cái ban bệnh hay, những cái tình huống hay để phục vụ cho những kiến thức sau này, cho những cái tình huống sau này của mọi người nhé. Rồi bây giờ mới có 8 phút thôi, mình sẽ kể nhanh ngắn gọn một chút nữa cho video đỡ dài. Tiếp theo một anh ở Quảng Ninh, anh tên là Văn. Thì anh ấy có hỏi một câu hỏi là xe AB 2010 là cứ bật khóa lên thì nó đứt cầu chì. Đấy, bật khóa lên đứt cầu chì. Có lúc thì đứt liên tục, có lần thì không đứt, tức là bật lên chạy bình thường nhưng mà đang chạy trên đường thì mới đứt. Nhưng có lần thì cắm cầu chì phải bật lên đứt luôn. Thế cho nên là khó tìm bệnh. Đấy, lúc nào cũng đứt thì sẽ tìm được, nhưng mà lúc thì đứt ngay, lúc thì chưa làm gì đã hết bệnh rồi. Và đương nhiên chạy trên đường sẽ bị thôi. Thì anh này có hỏi như vậy, thì mình hỏi cụ thể là cái cầu chì tên là gì và dây cầu chì màu gì. Thì trong cái quá trình anh ấy làm việc thì anh bảo rằng là cái cầu chì đấy thì cái ký hiệu ghi trên nắp cầu chì đã bị mất rồi. Tức là tất cả các hộp cầu chì đều có ký hiệu ghi trên nắp nhưng mà bị xóa, bị mờ, bị mất tem rồi. Thế cho nên là mình hỏi khi bật khóa lên đất cầu chì thì xe bị làm sao? Mất nhan còi đèn hay là vẫn còn nhan còi đèn? Mất bơm xăng hay là vẫn còn bơm xăng? Thì trong quá trình hỏi ấy thì anh ấy tả là mất nhan còi đèn, còn đâu bơm xăng là vẫn còn. Đó. Thì đương nhiên không đè được nhá, tại vì mất nhan còi đèn thì đi với cả đèn phanh, không có đèn phanh thì không đè được đâu. Thì mình mới sử dụng app tra cứu tài liệu Vinamoto hoặc là app tra cứu tài liệu Onmoto. Thì chúng ta vào mục là mạch điện.
Mình vào Honda, mình vào đúng đời AB2010. Ôi chết, cái tài khoản của mình lại hết rồi. Rồi, tí nữa mình sẽ kích hoạt về tài khoản bị hết rồi, hết hạn sử dụng rồi. Bây giờ mình sẽ mở Onmoto. Tại sao mình lại phân tích được khi mà mình không có mặt tại xe? Mình sẽ dựa vào cái app tra cứu tài liệu. Mình mở Onmoto, app tra cứu tài liệu tuyệt vời luôn. Chỉ có 400.000 một năm. Mình vào sơ đồ mạch, mình chọn là hãng xe Honda. Sau đó mình chọn ABLS 2010. Mình sẽ chọn là mạch cấp nguồn. Đấy. Rồi, nó ra một loạt mạch cấp nguồn, bóc tách cực kỳ dễ hiểu. Ở đây, nhan còi đèn đồng hồ táp lô, công tắc phanh thì nó là cầu chì 10A, màu đen sọc lâu. Và qua đầu lối thì chuyển thành màu đen xì. Vậy thì những cái dây nào có dây đen lâu và dây đen xì sẽ làm ra cái hiện tượng chạm chập này. Đất cầu chì chứng tỏ là dương gặp âm. Đó. Đây, cầu chì 10A và dây đưa bắt đầu từ dây đen nâu qua mối hàn và ra dây đen xì. Rồi, và mình có tư vấn anh Văn rằng là anh xem trên ghi đông có dây màu đen nâu. Tại vì bệnh truyền thống của cái dòng này là ghi đông và cái đồng hồ nó tì vào bó dây dưới gầm đồng hồ thì nó hay bị chập nhất. Và kết quả đúng chuẩn như vậy, như vậy luôn. Đó. Đây. Mình có nhắn tin gọi nói rõ là khả năng chập trên ghi đông. Và anh Văn đã theo cái gợi ý của mình và anh ấy tìm ra đúng vậy. Đây. Đó, anh ấy nói rằng chuẩn thật, đúng như xì. Như vậy là qua cái hiện tượng hư hỏng, mình sẽ dựa trên app tra cứu tài liệu Onmoto hoặc là Vinamoto. Tùy cho mọi người dùng cái app gì là đã tìm ra bệnh rất nhanh. Rồi, tiếp theo. Có một hôm mình nhận được mấy ban bệnh, nhưng mà một nguyên nhân. Thứ nhất là có một bạn tên là bạn Ba, sinh năm 1992 ở Thanh Hóa. Bạn gặp con AB 2010, có nhắn tin Zalo hỏi mình là tại sao em làm máy xong em bấm đề mà động cơ rất lặng, không thể khởi động được. Thì mình có hỏi rằng là bấm đề động cơ lặng thì lặng như thế nào? Lặng theo kiểu là tiếng máy nó díu đi hay là điện áp nó sụt đi rồi mới đề được? Thì qua quá trình diễn tả ấy, bạn ấy diễn tả thì mình khẳng định đây là hiện tượng điện áp không đủ mạnh. Điện áp không đủ mạnh cho nên là bấm đề rất chị lặng, chứ không phải là do phần lặng cơ khí. Tại vì nếu mà bạn lặng cơ khí, chúng ta tháo buji và chúng ta vần vô lăng, chúng ta sẽ thấy nó lặng hơn là bình thường. Nhưng cái này khẳng định, là phần điện áp bị tụt. Sau khi tư vấn xong đấy, thì bạn ấy đã tìm ra nguyên nhân, đó chính là củ đề bị oăm. Đấy. Đây, mình đã đọc một loạt các nguyên nhân gây ra điện áp bị tụt. Đó là củ đề bị oăm già hoặc than đề tiếp xúc kém hoặc là thiếu mát. Đúng chưa? Rồi, và một số nguyên nhân khác, đó là củ đề lao, củ lao đề nó bị kẹt. Đâm ra là làm cho củ đề cũng sẽ bị quá tải và củ đề sẽ hút hết điện quá quy. Và mà sau một hồi bạn tìm ra bệnh, đó là do củ đề oăm và bạn ấy thay củ đề lại hết. Đó. Như vậy chúng ta rút ra một bài học. Khi bấm đề mà nghe thấy động cơ lặng máy thì một là điện, hai là cơ khí. Cơ khí thì chúng ta vần tay chúng ta sẽ biết. Còn loại trừ phần cơ khí thì đó là phần điện. Tức là bấm đề điện, dòng điện không đủ mạnh, dòng điện sẽ bị tụt. Không đủ điện để lui củ đề. Nguyên nhân là gì? Có thể là mát tổng, dương tổng. Có thể là dơ le bị tụt áp. Có thể củ đề oăm, ăn hết điện quá quy, cho nên dòng điện không đủ để lui củ đề. Tiếp sau đó là cũng một anh nữa tên là anh Huỳnh ở Hải Dương. Thì anh này có gặp căn bệnh cũng củ đề bị oăm,
nhưng lần này là trên xe Novo. Novo SX thì trên xe Novo thì bệnh thâm liên của nó là củ đề, nó ăn dòng sẽ làm cho điện áp của mobin không được chuẩn. Bây giờ mình sẽ xem anh Huỳnh này anh hỏi gì, mình cũng không nhớ. Lúc đầu là anh ấy nói là bấm đề là có cao áp, xong một lúc sau là mất cao áp. Đúng rồi, anh nói rằng là bấm đề thì có tia lửa điện hai nhát đầu, sau đó là mất tia lửa điện. Thì mình nghe được, mình sẽ gợi ý anh Huỳnh rằng là đây là hiện tượng dòng điện không được mạnh, cho nên là ECM bị ECM cố tình ngắt lửa không cho ánh lửa. Vì sao? Vì đối với trên xe FI, cụ thể trên xe Novo SX này, dòng điện nuôi ECM không đủ mạnh thì ECM sẽ không ánh lửa. Thế thì nguyên nhân có thể do củ đề bị om, vì khi bấm đề củ đề quay nó om, nó sẽ ăn điện của ắc quy và không đủ điện nuôi xe. Hai nữa là vẫn là thiếu mát, thiếu mát. Còn ngoài ra do hệ thống cơ khí, ví dụ như là kẹt xác măng, bó piston thì cũng làm cho củ đề bị nóng, không đủ tải và sẽ ăn dòng ắc quy lớn. Đấy, thì ở đây nghiêng về củ đề om vì bệnh truyền thống của xe Novo. Mình không thể đọc một phát chuẩn là do củ đề, mà mình phải gợi ý gồm những nguyên nhân gì và thường bị nguyên nhân nào chết nhất để họ đỡ phải điện thoại lại nhiều. Tức là khi họ loại trừ một thì họ sẽ làm sang hai, sang ba. Chứ mình chỉ khẳng định là tại một thì họ làm một không đúng, họ lại điện đi điện lại, như vậy là rất mất thời gian. Cho nên là mình cứ gợi ý hai ba nguyên nhân. Và anh ấy nói rằng là đúng bệnh rồi thầy ạ. Đấy. Thì anh ấy bảo anh làm cả buổi chiều mà thầy bắt bệnh trong một lốt nhạc. Cảm ơn thầy nhiều, hi hi. Đấy. Rất là vui tính. Như vậy hai căn bệnh về củ đề. Và một căn bệnh thứ ba nữa cũng là củ đề nhé. Là căn bệnh này của em Vinh ở Quảng Ngãi. Thì cũng là học viên của mình. Em này học viên của mình. Em Vinh này thì khó hơn bị hai bệnh nhé. Em ấy làm một bệnh là xe Joyride của SYM hay Kimco gì ấy. Joyride hình như SYM thì phải. Mình không chính xác. Em Vinh có trình bày là lắp buji vào bấm đề thì mất lửa cao áp, nhưng mà tháo buji ra thì lửa cao áp lại đều. Đúng không? Đấy. Cứ lắp buji vào mất cao áp, bấm đề của đề vẫn quay nhưng mất cao áp, nhưng mà tháo buji ra thì cao áp đánh liên tục. Như vậy khẳng định luôn hệ thống đánh lửa là tốt nha. Khi lắp buji vào, giải thích cho mọi người này, thì cái áp suất lén nó nặng, piston lén rất chi nặng và củ đề phải lai với một cái tải rất chi nặng. Bản chất của cái bệnh này là do củ đề yếu, kém, om, ăn dầm. Cho nên là khi piston lén ấy, thì củ đề không đủ tải để thắng được cái lực lén của piston. Thế cho nên là củ đề sẽ nóng, ăn dầm và hút hết điện của ECM. ECM sẽ ngắt không cho ánh lửa. Củ đề sẽ quay nhưng quay với vận tốc không được mạnh. Và đồng thời cái dòng tiêu thụ thì cực kỳ lớn và củ đề cực kỳ nóng. Chính vì vậy ECM ngắt không cho ánh lửa nha. Thế thì mình yêu cầu em ấy là do củ đề om ăn dòng thì em mới thay củ đề, quả nhiên là hết bệnh luôn. Khi thay củ đề hết bệnh, đánh lửa liên tục, nắp buji và đánh lửa liên tục, hết bệnh luôn. Đây, xe do ra em làm đã xong rồi, em thay củ đề thì đánh lửa ngon luôn, đánh lửa ngon luôn, nhưng mà xe vẫn bị bệnh thứ hai nữa. Tức là con này hai bệnh nhá, con này hai bệnh. Bạn ấy có trình bày rằng nửa đánh ngon rồi nhưng khi lổ máy lên ga cứ lụp bụp, rất ì không bốc. Sau máy mấy giờ em vật với xe, em đã tìm ra nguyên nhân là do vô lăng bị sai kích, thợ trước thay vô lăng bị lỗi. Như vậy con này có hai bệnh. Một là củ đề nó ăn dòng làm cho mất lửa cao áp, nhưng mà sau khi sửa được, thay củ đề rồi, có lửa cao áp rồi thì quay ra là vô lăng thợ trước lắp nó bị sai. Như vậy xe đã bị can thiệp từ thợ trước rồi mới mang đến cho em Vinh này. Thì em Vinh này cũng rất là thông minh, làm sao mà em ấy bắt được cái bệnh vô lăng không đúng chủng loại.
Trước này em Vinh có gửi cho mình một video là em so sánh một cái vô lăng cũ em mới mua được và một cái vô lăng theo xe, thì hai vô lăng thì lại lệch vấu nhau, lệch vấu là lệch vấu đánh lửa nhá. Cho nên là em nó bắt bệnh con này là vô lăng không đúng chủng loại, cho nên ga lên nó hụt và nó ì, nó không bốc. Em so sánh là hai vị trí của vấu đánh lửa, hai vô lăng không trùng khớp với nhau nhá. Rồi và em mới thay vô lăng thì em mới mua được vô lăng cũ là hết bệnh luôn. Đó, làm sao em rất thông minh, em lại nghĩ ra là cái tình huống là vô lăng không đúng chủng loại để mà em mới đi mua một cái vô lăng cũ về em mới so sánh, rất chi là quyết đoán đúng không? Rồi như vậy video đã được 20 phút 53 giây rồi, mình cũng không ghi hình nhiều nữa, kiểu video nhiều quá mọi người xem cũng lâu quá. Vừa rồi mình đã kể cho mọi người nghe một vài câu chuyện mà mình đã nghe được, đã trợ giúp được cho anh em, thứ nhất là học viên của mình, thứ hai nữa là cho các hội viên đã mua máy chẩn đoán của Toàn An Đồng. Và mình tin chắc rằng những cái câu chuyện mình kể cho mọi người chắc chắn sẽ giúp được công việc sửa chữa xe máy của mọi người rất nhiều. Video này dành cho những anh em thợ đang sửa chữa xe máy, những anh thợ đã cứng tay, nghe để tham khảo và nhớ lại những tình huống ngày xưa các anh cũng đã từng làm. Và những anh em thợ non tay chưa được va chạm nhiều thì nghe để biết sau này gặp tình trạng giống như vậy thì cứ như vậy mà khoanh vùng, không phải mò, tránh mất thời gian nhé. Và mình cũng thông báo lại một lần nữa là ngày 10 tháng 2 năm 2023 Toàn An Đồng mở lớp học nâng cao tay nghề xe tay ga điện tử, xe công nghệ cao. Mọi người học ở Toàn An Đồng sẽ được học các kỹ thuật khám xe, các nguyên lý hoạt động, các hệ thống bao gồm phanh, khóa, hệ thống FI, hệ thống adding start, mạch đề, mạch đánh lửa, mạch bơm xăng, vân vân. Và sẽ được làm quen rất nhiều các thương hiệu máy chẩn đoán đọc lỗi. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Xin chúc mọi người xuân Quý Mão, thứ nhất là sức khỏe dồi dào, thứ hai nữa là luôn luôn phát triển trong nghề nghiệp sửa chữa xe máy. Toàn An Đồng xin gửi lời chúc sức khỏe và chào tạm biệt tất cả mọi người. Xin chào mọi người nhé.